Đúng rồi. Tập làm sao mà hai em bơi đều cùng với nhau, cùng ngóc đầu lên, cùng hít hơi, cùng úp mặt xuống, cùng lắc đuôi đều. 1, 2, 3. Rồi thở ra, kéo tay ngẩng mặt lên, hít hơi vào. Yeah, thua. Rồi tới phiên hai em. Hai em vô tập luôn. Không nắm tay nha. Nè, 1, 2, 3. Hít hơi vào, úp mặt xuống, nổi đuôi lên, lắc đuôi. 1, 2, 3. Thở nước ra, hít hơi vào. Thấy khó chưa các em? Các em bơi đã khó rồi mà bây giờ các em bơi đều theo bạn nữa, nó lại càng khó. Thôi bây giờ anh sẽ đơn giản lắc đuôi của các em lại, là lắc đuôi một cái thôi nha. Rồi đi. Gần được. Lắc đuôi một cái rồi đếm 1, 2, 3. Rồi lại không nghe, lại bỏ đi. Thế là hồi lại làm sai. Rồi hai em trai bơi lại. Hai em trai bơi qua đây. 1. Quá. 1, 2, 3. Ê làm đều á. Hai em muốn lắc đuôi một cái hay là ba cái? Một cái cho dễ tập trung ha. Thì lắc đuôi một cái xong đếm 1, 2, 3. Thở hơi nước ra bằng lỗ mũi. Thở hơi ra bằng lỗ mũi. Rồi kéo tay ngẩng mặt lên, hít hơi vào nha. Lắc đuôi một cái nha. Rồi mấy em kia xuống luôn. Lắc đuôi một cái rồi đếm 1, 2, 3. Thở ra bằng mũi. Kéo tay ngẩng mặt lên, hít hơi vào. Hít hơi vào, nổi đuôi lên ngang mặt nước nè, lắc đuôi một cái. Rồi đếm 1, 2, 3. Thở ra. Tập lại đi. Tập lại đi. Có quà là quà, giống nhau. Cùng nhau có quà, cùng nhau thua, cùng nhau thắng. Các em phải tập đi. Nhớ nha. Hít hơi vào, nín thở lại, nổi đuôi lên ngang mặt nước, lắc đuôi một cái, đếm 1, 2, 3, thở nước ra, kéo tay, ngẩng mặt lên, hít hơi vào, tiếp. Em sẽ làm bị thiệt rồi, nó lại lắc vào xong rồi, em nói 1, 2, 3 xong rồi, lại lắc thêm cái nữa, lắc gì đó. Mấy em tự phải làm đều với nhau, nổi cái thời gian các em mà làm ám hiệu cho nhau là mấy em đã bị chậm nhịp rồi. Nên mấy em tập hít thở cùng nhau, cùng một lúc. Muốn làm được cái động tác này đều á, hai em nắm tay nhau thở nước, úp mặt xuống, nước đếm 1, 2, 3 rồi cùng nhau nổi lên. Hai em nắm tay nhau đi. Nắm tay nhau nhúng ngồi xuống nước, hít hơi vào rồi cùng ngồi xuống nước, đếm 1, 2, 3, thở nhẹ hơi ra rồi ngóc đầu lên. Hai em trai làm đi, anh sẽ quay clip hai em dưới nước. Thì đôi khi các bạn không được quà chứ người ta nhớ người ta đi đó là rồi đúng không, cùng ngóc đầu lên đèo rồi đúng không. 1, 2, 3 ngóc đầu lên, hít hơi vào. 1, 2, 3 ngóc đầu lên, hít hơi vào. Đúng xuống rồi là đúng xuống. Ê đúng rồi, đúng rồi. Ngẩng mặt lên. Đến 1, 2, 3 rồi nhỉ. Tới phiền hai em. Em có phụ bạn đi. Đi ra nè. Em xuống nước cùng giơ tay lên cùng đếm cùng nhau. Oh,
Bơi rồi đừng nắm tay nữa. Vuốt nước để nổi. Nhớ lượn tay cùng nhau luôn, nhớ không? Tay. Lượn cùng nhau luôn. Đúng rồi. Đẹp luôn. Cho lại thi này các em á. Thi đồng đội mà làm đều là sẽ thắng. Cho dù bạn nào bơi giỏi hay bơi dở, không quan trọng, bơi đều nhau là thắng. Không, ai mà không đều nhau là thua. Được hơi thở nó đều, nắm nắm tay dao rồi cùng đếm dưới nước 1 2 3, cùng ngóc đầu lên, cùng thở nước ra, ngóc đầu lên hết hơi vào rồi, không? Rồi hết hơi vào, ướp mặt xuống đếm 1 2 3 cùng nhau. Các bạn đằng kia tập xong chưa? Cái đó là mới bơi song song. Rồi tới phiên là bơi nối đuôi nhau nè. Nối đuôi nhau là em, hai em cùng nắm tay thở nước tiếp. Hồi sẽ có phần bơi nối đuôi nhau nữa, là em úp mặt xuống trước, rồi tới phiên bạn này úp mặt xuống trước, xong rồi em nổi mặt lên hít hơi vào, rồi mới tới phiên bạn này nổi mặt lên hít hơi vào. Mỗi em sẽ làm chậm. Cùng nắm tay nhau đi. Em hít hơi vào. Rồi em lên, rồi tới bạn này lên. Rồi em xuống, bạn này lên. Đúng rồi. Xuống dưới đến 1, 2, 3 rồi. Bạn này xuống đến 1, 2, 3. 1, 2, 3. Xuống, rồi bạn này lên. 1, 2, 3. Rồi em xuống, rồi bạn này lên. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Đều nha. Xong xong đều được chưa? Rồi hai em trai lặn lại đây. Rồi hai em bơi đều rồi đúng không? Bây giờ làm chậm hơn một nhịp nè. Em hít hơi vào, úp mặt xuống, đếm 1 2 3. Em xuống nước thì bạn này nổi lên, em nổi lên thì bạn này xuống nước. Ừ. Em hít hơi vào, xuống nước đếm 1 2 3 rồi em nổi lên. Thì bạn này xuống, hiểu không? Tập cho đều nè. Rồi em làm trước đây, hít hơi vào đếm 1 2 3. Rồi úp mặt 1 2 3 rồi em mới xuống nè. Bạn này xuống 1 2 3 rồi em lên, rồi bạn này mới xuống 1 2 3. Rồi em này lên 1 2 3. Rồi. 3 xuống dưới đếm 1 2 3. Xuống dưới đếm 1 2 3. Đúng rồi, đều rồi đúng không? Cái này là bơi nối đuôi nhau nha, tiếp nối nha. Rồi, hai em kia lặn đều lại chỗ tiêu nha. Trời sắp tối rồi. Hai đứa này nó làm đều quá à. Đều rồi, giờ bây giờ tới phiên tiếp nối. Hồi nãy là bơi song song. Giờ tới phiên tiếp nối. Ủa, nhỏ người anh.
là em hít hơi vào, úp mặt xuống đếm 1, 2, 3 rồi em nổi lên, rồi bạn này cũng úp mặt xuống đếm 1, 2, 3 là mỗi em chậm nha một nhịp. Là em nổi đầu lên thì bạn này úp mặt xuống, còn em nổi đầu xuống. Đứng một chỗ đúng không? Em xuống thì bạn này lên. Em này lên thì em xuống. Đúng rồi. Em rồi. Đúng rồi. Lên xuống xuống lên. Tiếp nối nhau quá hiểu không? Cứ bạn lên thì em xuống, bạn xuống thì em lên. Ừ, nắm tay nhau đếm một chỗ. Em xuống em đếm 1 2 3 em nổi đầu lên. Rồi em xuống. Rồi. Cách nhau 3 giây nha. 1 2 3 bạn này xuống. 1 2 3 bạn này lên. 1 2 3 bạn này xuống. Rồi, tiếp nối được chưa? Nãy em làm đều, hai này tốt rồi nè, hai bạn này tốt. Hai bạn này. Rồi, lên. Nó đưa vô, hít hơi vào. 1 2 3. Em xuống thì Mimi lên, còn em lên thì Mimi xuống, hiểu không? Bạn nam phải chứng tỏ bản lĩnh người cá nam của mình. Thì mấy bạn nam phải cố gắng là giành được cái quà đó. Cố gắng có cái quà của xe gì kia. Đúng rồi. Nếu mà thắng thì mình tặng. Ê, nếu mà mình thắng mà mình không thích xài thì mình tặng, đúng không? Vậy mình nhưng mà chứng tỏ với mấy bạn nữ thấy là mình là người cá nam, mình thắng được cái này mình rất mạnh, đúng không? Còn mấy bạn nữ thắng không được là mà mình cho lại các bạn nữa là mình quá tốt rồi, đúng không? Nên các em phải cố gắng thắng. Còn các em thì cố gắng mà thắng mấy bạn nam, mà chưa chắc mấy bạn nam thắng các em. Để họ biết đừng có bơi đụng nhau. Giơ tay, giơ tay. Bị đụng á, hồi mấy em bơi đụng nhau. Rồi xích qua. Rồi vô đi. Nhanh nha. Rồi lên lẹ đi. Luật chơi là như thế này. Phần thi hôm nay có hai món quà như Tiun đã nói. Tiếp theo là các em sẽ bơi một vòng. Bơi đều nhau hết. Bơi đúng rồi, bơi qua đây rồi hoành lại. Xong rồi mình sẽ chia cặp ra, từng cặp bơi. Hiểu không? Từng cặp bơi qua rồi hoành lại. Đúng rồi. Cứ hai cặp, hai em này trước. Xong rồi tới hai em này. Tới hai em này. Các em sẽ bơi nối đuôi nhau qua tới bên kia, rồi hoành về đây. Tôi sẽ chấm điểm. Trong lúc mấy em bơi, tôi sẽ chấm điểm khả năng song song của từng cặp. Mấy em phải giữ khoảng cách. Đúng rồi, phải giữ khoảng cách với các bạn nha. Rồi thở nước cho đúng nha. Khi mà bơi á là lắc đuôi 3 lần nha. Mấy em nhớ không? Lắc đuôi 3 lần nhớ không? Rồi thở ra, kéo tay ngửa mặt lên, hít hơi vào. Thì bây giờ hồi cặp này đi trước, xong rồi tới cặp này, xong rồi hoành ngược về thì cái hai cặp kia đi trước. Nhưng mà lúc đó thì cho tụi em luôn chia ngồi, xong rồi nhảy xuống được không? Không, bơi qua tới kia rồi hoành về. Rồi mấy em hiểu rõ không? Tôi không nói lại lần nữa nha, giờ ai bơi sai là chịu luôn nha. Nhưng mà mấy em mà bơi thẳng đều, mấy em cùng một hơi thở với nhau sẽ bơi đều hết. Rồi bắt đầu chưa nha? Bơi qua rồi hoành về trước đi, vậy đi ha. Rồi bắt đầu đếm nha. Để ý bạn này thôi. Bạn kia để ý let's see. Mấy em tự từng cặp để ý nhau chứ. Anh sẽ tính coi mấy em có lắc đuôi đủ 3 cái không á. Rồi thở nước ra, có kéo tay đều không đó nha. Quay nè. 1 3 Mấy em không làm đều cùng với mấy bạn là mấy em đã bị điểm trừ rồi đó. Làm đều hết một lượt mà. Anh đếm 1, 2, 3 rồi mấy em không xuất phát, mấy bạn xuất phát rồi. Tưởng gì nói 4 lần, 5 lần rồi. Ủa?
Rồi bơi về vành lại. Ừ. Vòng thi thứ nhất chúng ta sẽ bơi song song cùng với nhau. Cùng chuối xuống. Có. Cách nhau một gian tay rồi làm. Khởi động xuống nước cho đúng. Nhớ cẩn thận nha. Khoan để bạn này định hình lại nè. Nhớ nha, khởi động đúng. Rồi bơi song song một vòng rồi hoành về. Là tương chấm điểm vòng đó. Xong rồi bắt đầu bơi từng cặp. Cặp nào nhiều điểm nhất sẽ thắng. Bắt đầu nha. Hít hơi vào, nâng tay lên. Đếm 1, 2, 3 là cùng xuống nha. Đúng rồi. Cái chân của Khải đâu? Cái đuôi cá đập vô. Ừ. Rồi. 1, 2, 3. Đúng rồi. Song song rồi đó. Đều rồi. Rồi về. Vòng thứ nhất anh xin thông báo luôn nha. Phần thi này hai bạn này bơi đều nhất. Cả cái đầu của hai bạn cũng bơi đều với nhau luôn. Ờ, đang dựng trước. Bây giờ tới vòng 2 nè. Không, mấy bạn này giỏi hơn. Mấy bạn này hai được 2 điểm. Còn riêng hai em, hai cặp của tụi em mỗi cặp được 1 điểm à. Rồi. Bây giờ thi tiếp nè. Rồi. Lên lại. Rồi nha. Bây giờ từng cặp đi trước. Hả? Cặp hai em đi trước. Ừ, vẫn đi song song. Là bây giờ nè, mấy em nghe rõ nè. Cặp này là đi đầu đúng không? Hồi qua bên kia hoành lại là cặp này đi sau cùng, hiểu không? Ủa nhưng mà tụi em bêu lên rồi, cho em tụi em lên cho nó dễ. Không, bơi qua luôn. Nhưng mà bơi qua luôn sao tụi em bơi được? Là đội này đi trước, tới đội này rồi tới đội đó. Nhưng mà làm gì? Bơi song song đều nhau. Từng đều nhau, à còn chưa còn cái đúng không? Đúng rồi, rồi nối đuôi nhau luôn nha. Không. Đúng rồi, bằng nhau. Ủa, làm chân 3 lần hả? Một lần thôi. Một lần thôi, cho nó dễ. Rồi, bắt đầu nha. Xong rồi á, qua bên kia là bên bạn Khải bơi trước. Xong rồi tới bạn giữa. Tới đội ở giữa. Rồi. Rồi, vua tay 1, 2, 3. Rồi, 1, 2, 3. Rồi mấy em. 1, 2, 3. Tới phiên hai em. 1, 2, 3. Tinh thần đồng đội. Rồi để mấy bạn này quành về. Rồi vẫn bơi qua đi. Tinh thần của người cá là chơi tới cùng, dù thua vẫn đi về tới cùng. Thua rồi không lĩnh quà, không chơi nữa. Rồi, quanh về. Tại mấy em. Bây giờ thi đồng đội là chết liền, có đứa chết liền.
hai bạn này nha, cách xa nhau quá nha, trừ điểm luôn. Ghê chưa? Dạ đúng rồi. Yên tâm đi, các phần thi của tuần sau nữa cũng đều thi đồng đội, nên các em lo tập luyện đi. Đội của bạn Luna và Mimi thắng. Đúng rồi, lên lấy quà. Ở đây có hai phần quà, hai em là người thắng cuộc thì các em chọn đi. Bạn nào quà nào? Mình có búp bê ạ. Em nhận bạn búp bê, em thấy cái dòng này. Ok, đây là búp bê hoan hỷ. Nhìn mặt bạn này vui không? Bạn này mặt bạn này đang cười rất vui nè. Búp bê hoan hỷ. Mà cái áo của em nó cũng đang kệ, nó cười đúng rồi, nó bị xúc hồn hết trơn à. Đưa chị My làm lại. Mỗi áo của búp bê hoan hỷ có một cái đính, một hộp kim cương nhân tạo khác, kiểu khác nhau. Bạn này ba hộp. Em tới 4 hộp nhưng mà nó gắn không đều. Ừ. Rồi, chúc mừng các em nha. Nãy giờ y chang như vậy mà đúng không? Nhưng mà tới lúc thi là đồng đội của em không ăn rơ với em, là hai em không có chịu mà liên hệ quá trời. Chứ sao lúc tới em bơi mà bạn em đang dừng lại? Con đâu biết đâu. Thì em phải kêu bạn nhắc nhở bạn chứ. Nói là con. Ok. Em phải chăm sóc cho đồng đội của mình chứ. Nhắc nhở bạn em là cùng là xuất phát một lúc thôi là được rồi. Tiêu cho thời gian tập luyện rồi, mấy em tập đều với nhau hết rồi. Bye bye em. Bye bye Abraham ha. Abraham thua mà trông vinh quang luôn kìa, thua mà nó cười hoài. Rồi. Bây giờ phải hỏi nguyên nhân, nó tức là tại vì nó không hiểu. Khi mà nó sao người ta hiểu? Ra cái cuộc thi á, người ta hiểu mà mình không hiểu. Nó không làm, đâm ra nó mới. Rồi bây giờ nè, hai em cùng làm một lúc nè. Thi lại nè, coi hai em thi được không nè, bơi đó, đều đó, nha. Không hốc nữa. Đó, tập lại đi. Tập lại đi, bơi cho không đều đi. Gì, thì hỏi. Mẹ không thấy khóc. Tao ghét nhất là khóc. Người cá gan dạ. Khóc là tôi thi lại không? Thi lại. Trời ơi. Rồi, vô thi lại. Thi lại thôi, thôi được không nữa rồi, thi lại. Rồi, thi lại. Giang Kỳ với mấy mày xuống thi lại với lại. Ôi,
mặc đồ vô, mặc đuôi vô. Ủa, lấy giặt cá luôn hả? Ừ, người cá mà không biến hình sao được. Đó, bây giờ con nghĩa mà mới bốn con muốn lấy hình rồi. Là hai đứa con phải xuống, là hai đứa con phải bơi bằng nhau, biến cái lần bẫy đuôi bằng nhau. Coi bạn nào bẫy đuôi nhiều. Ừ, lắc đuôi một lần, Tiêu nói rất nhiều lần rồi. Hít hơi vô, nín thở lại, nổ đuôi lên, lắc một lần, đếm 1, 2, 3. Chơi thôi mà. Con mà đi thi ở ngoài là cũng vậy, không ai cho con thi lại đâu. Nhưng mà ở ngoài ra người ta nói cho biết rảnh rõ ràng, không phải là nói linh tinh hoài. Người ta cho hả tập luyện nãy giờ là nửa tiếng đồng hồ. Rồi bây giờ hiểu chưa? Bây giờ hiểu chắc chưa? Hiểu chắc chưa? Chắc rồi, thi chung với mấy bạn nha. Rồi lần này cho các em chọn luôn. Muốn lắc chân mấy lần? Mấy em muốn 1 hả? Mấy bạn này hiểu chưa, hết chưa nha? Mấy bạn này lắc đuôi 3 lần thì mấy em cũng lắc đuôi 3 lần nha. Mấy bạn này muốn lắc đuôi 3 lần. Ừ. Lắc đuôi 3 lần kéo tay ngóc đầu lên thở nha. Hồi nãy là lắc đuôi 3 cái đó. Hiểu không? Giờ mấy em thống nhất với nhau đi, 1 lần hay 3 lần. Làm mẫu đi, làm mẫu cho hiểu nha. Cái này làm mẫu thôi nha, chứ chưa có thôi. Nói làm mẫu. Cô nghe cô còn chưa hiểu. Đó. Đó là đạp đuôi 3 lần. Đạp đuôi 3 lần, góc lên. Cái này là lần này thi là cho các em tự chọn đó nha. Hồi nãy là Tuyên thi là lắc 1 lần. Tao thấy có 2 lần hả? Lần 3 lần, lần dây rồi đạp chân nữa. Ừ đúng rồi. Hiểu chưa? Lần thứ vậy còn chứ kém. Các em hiểu chưa? Rồi. Dạ rồi. Dạ nó. Dạ cũng không chịu dạ nữa. Rồi, chắc nha, lắc đuôi 3 lần nha. Rồi anh đếm. Hả? Thi cùng một lúc. Không nói đuôi, bơi một lúc luôn. Em để ý, bạn của mình. Hai em để ý nhau nha. 1 lên. 1, 2, 3. Em bơi trước, Mimi, phần này là thua trừ rồi nha, bơi lại cho đều nha. Bơi không nhường nha. Các bạn xem từ đầu video tới giờ hiểu gì không? Đây là bài học Tiêu dành cho các bạn, người cá sau này tham gia câu lạc bộ của Tiêu. Đến đây tập luyện bơi lội phải có tinh thần đồng đội, mới có thể chiến thắng bản thân và tất cả. Bạn Lexin chơi thua nhưng cố gắng cãi để được thi lại tiếp. Bạn ấy quá dễ dàng để sự nóng giận đốt cháy tâm can của mình, hủy hoại các giới hạn của người cá. Khóc lóc rồi la hét rồi cãi bướng, rất là háu thắng. Phần này thi thì bơi đều, hai bên này đều hơn hai bên này. Lúc cái tay của em này, lúc mà em kéo tay thì em này không có kéo tay, nên bơi đều. Bây giờ thi tiếp nha.
kéo tay ngóc đầu lên cùng một lúc, lắc đuôi đều cùng một lúc, là mấy em què nhau á. Bơi chung một lúc, tiêu ôn kiểm tra luôn cho nó dễ. Rồi rồi, đứng dưới luôn đi. Bơi đều nha. Mấy em xích ra một cái đèn ngoài đây, hai em này xích ra luôn. Cách nhau một gian tay. Luna em xích qua. Rồi. Bắt đầu đếm nha. Bắt đầu nha. 1 2 3. Kéo tay cùng, kéo tay đều luôn nè. Mấy bạn này bơi đều hết đó, đều một điểm hết. Bơi qua về nè. Từ từ. Rồi. Kéo tay đều. Rồi, bơi ở phần này tất cả đều bơi đều hết, nên sẽ thi tiếp. Phần tiếp theo là bơi nối đuôi nhau, là bạn này nổi lên hít hơi vào thì bạn kia úp mặt xuống. Rồi xích ra nha. Hả? Bơi. Bơi nối đuôi nhau. Bơi cũng giống như vậy mà nối đuôi nhau. Em ngóc đầu lên thì bạn kia úp đầu xuống. Bơi. Rồi một xuống. Ừ, hai bạn nối đuôi nhau. Không. Bơi theo cặp. Nối theo đuôi theo cặp. Ai mà hơi dài thì ở trước, ai mà nín thở lâu, hơi ngắn ở trước. Hai em bên kia một hàng, hai bạn bên đây một hàng. Là bạn này bơi, rồi tới phiên em bơi chậm hơn bạn một nhịp. Bạn hít hơi vào, đếm 1, 2, 3, bạn úp mặt xuống. Thì em mới 1, 2, 3 em nổi mặt lên, hiểu không? Bạn ngóc đầu lên là em úp mặt xuống. Không, bơi đều cùng một lúc. Hai em cùng nói đuôi nhau á. Hai bạn nói bên này, hai em bên này. Mimi nói đuôi theo Luna nha. Đúng rồi. Em úp mặt xuống á thì Mimi ngẩng mặt lên, em ngẩng mặt lên, Mimi ngẩng mặt xuống thì em làm trước. Được chưa? Nè, bạn này nổi đầu lên. Bạn này úp mặt xuống này, em ngẩng mặt lên. 1 2.
chắc nó đua nhau được không? Thì đợi mấy bạn này thi lại lần nữa. Nhưng sau khi được Tiun cho thi đua lần nữa, bạn ấy vẫn thua như thường. Các bạn biết tại sao không? Vì trong tâm không thanh tịnh, muốn thắng kẻ khác bằng mọi giá là sẽ bị suy nghĩ nông cạn, tầm nhìn hạn hẹp lại ngay. Bởi vậy bạn ấy cứ lo bơi nhanh mà không có chịu để ý người bạn bên cạnh của mình, lại tiếp tục thua nữa. Nhưng lần này lại hết lý do lý sự được rồi, đúng không? Phải thay đổi nha Lexin. Tất cả phần thi về sau đều liên quan đến phối hợp với đồng đội. Nếu em không loại bỏ được sự sân si, nói đuôi nhau nha, đừng cách xa nhau quá nha. Em trước rồi tới bạn sau. Chuẩn bị chưa? Còn bạn người cá Luna, với tấm lòng rộng lượng, bạn ấy muốn nhường phần thắng để bạn bè được vui. Nhưng dù có cố gắng, bạn ấy vẫn chiến thắng ở phần thi phụ này. Nguyên nhân quá đơn giản, vì không muốn thắng thì bạn ấy bơi chậm, mà bơi chậm lại vẫn bơi đều với bạn người cá Mimi. Hai bạn ấy đều chú tâm vô hơi thở rất tốt nên lại bơi đều với nhau. Trong đầu mình không có suy nghĩ hơn thua, mình chỉ chú tâm vào việc mình làm thì chắc chắn mình sẽ làm tốt cái việc đó. Đây cũng là một bài học nhân quả ý nghĩa, đúng không nào? Các em người cá đệ tử của Tiun phải có tinh thần đồng đội cao mới có thể thay đổi thế giới một cách tích cực hơn được. Nhớ nha, nhường nhịn là thành công còn hơn thua là thất bại. Phải biết chấp nhận mới an vui. Cảm ơn các bạn thầy người cá tương lai của Tiun. Xin thông báo, đội của Luna lại tiếp tục chiến thắng.